Xin chào tất cả mọi người, mời mọi người đến đây mình nấu cháo gà nè mọi người. Nấu được một nồi cháo bát rửa luôn nè. Còn hơn là nấu bán luôn. Ăn trưa tới chiều thôi mọi người. Ngon lắm. Để lấy bột ngọt thôi. Nhìn đi. Xích xác. Em nếm vừa ăn. Sẽ thì mình có sự like và đăng ký vào cho cái chương đó mọi người. Nếu quan mấy ba mọi người theo dõi video tiếp theo với Mỹ Hoa nha. Nếu quan cho Mỹ Hoa có cái một cái động lực với mọi người. Nếu quan mấy ba mọi người bye.